Trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Chúng tôi xin phép được tiếp tục cập nhật với quý vị những thông tin nóng hổi trên toàn thế giới và mong rằng quý vị liên tục ủng hộ chúng tôi để giúp chúng tôi có thể vượt qua được những trở ngại mà YouTube thi thoảng họ lại gây ra cho chúng tôi. Bóp tương tác này kia nói chung là cũng khá nhiều vấn đề. Chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị nhiều lần rồi. Mỗi cái like của quý vị nó sẽ giúp chúng tôi vượt qua được những giai đoạn khó khăn đó. Và quý vị để ý ở cái phần ở gần cái phần bình luận nó có cái ngón tay trỏ chỉ lên như thế này thì quý vị ấn chúng tôi một cái ngón tay như vậy cũng là để báo hiệu cho chúng tôi biết rằng là mọi chuyện ok các vấn đề nếu như ok hết thông tin âm thanh tín hiệu hình ảnh diễn đạt vân vân ok thì quý vị cũng hãy bấm like như là một cái dấu hiệu để giúp chúng tôi có thể nhận diện nhận diện ra được chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau câu chuyện về ukraine thì quý vị ukraine gần đây đã đẩy quân nga vào cái vị thế là phải phòng ngự ở biển đen à, biển đen một cái khu vực mà rất là đẹp ở cái miền nam của Ukraine. Ở đây cũng là một cái nơi mà rất nhiều quan chức Liên Xô ngày xưa, người dân Liên Xô ngày xưa là cũng đến đây nghỉ mát. Nó đã từng là một cái vùng biển êm đềm. Cho đến khi là năm 2014, khi mọi chuyện nó bắt đầu đi quá giới hạn. Khi mà Nga sáp nhập Crimea và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại đây. Cho đến bây giờ thì không nhiều quốc gia họ công nhận Crimea là một phần lãnh thổ của Nga. Có thể nói là gần như không có quốc gia nào. Ừ, có thể một vài quốc gia thân thiện với Nga tôi cũng không rõ lắm là có thể cực công nhận một số, một số quốc gia đồng minh của Nga. Nhưng mà chủ yếu là thế giới họ không công nhận đó là lãnh thổ của Nga đâu. đến gần đây những chiến thuật của Ukraine đang đặt Nga vào cái thế phải phòng thủ ở Biển Đen. Những cái đòn tấn công sáng tạo của Ukraine đã làm sói mòn lợi thế hải quân đáng gờm của Nga và họ đã bắt đầu mở lại các con đường ngũ cốc, các tàu thương mại đã ra vào cảng chính tại Odessa của Ukraine mà không cần phải xin phép nga lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nó cho thấy là cán cân quyền lực nó đang thay đổi ở biển đen lớn như thế nào. bằng cách là đặt một cái cuộc chiến bất đối xứng dựa vào máy bay không người lái, xuồng cảm tử, tên lửa được sản xuất nội địa và đồng thời nhắm vào các tàu chiến của Nga trong các căn cứ nhà của họ, thậm chí là tại Novorossiysk nữa. Ukraine đã làm sói mòn phần lớn ưu thế hải quân vốn được ca ngợi của Nga ở Biển Đen. Và bây giờ, Ukraine đang chiến đấu với chính nước Nga. Phó đối đốc Olesi Nezapa cho biết trong một cuộc phỏng vấn là để đảm bảo an ninh của chúng ta, hiện tại và tương lai chúng ta phải bắt đầu bảo vệ bờ biển của mình trên bờ biển của kẻ thù đây là cách tiếp cận mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện từng chút một uhm, bị hạm đội biển đen của nga áp đảo về số lượng với cái số lượng là gấp 12 lần Thì Hải quân Ukraine không được coi là một lực lượng đáng kể Kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái Ukraine nhận định được cái câu chuyện đó Cho nên họ đã nhanh chóng đánh chìm tàu khu trực chủ lực của mình Xoái hạm của mình sau đó tiến hành sửa chữa ở Mykolaiv để con tàu không bị là rơi vào tay lực lượng hải quân Nga. Ở Odessa thì hoạt động của cảng này đã chấm dứt. Người dân có thể nhìn thấy tàu chiến của địch bằng mắt thường. Tập trung ở phía đường chân trời, hải quân Nga đã bắn pháo vào thành phố và cơ động để chuẩn bị đổ bộ lên bờ mà không có là bị ngăn cản gì cả. Những ngày đầu của chiến tranh nó là thế đấy, thưa quý vị ngay đầu chiến tranh Ukraine là người ta cứ tưởng là Odessa sẽ chuẩn bị nằm vào tay quân Nga rồi Để chuẩn bị là cái cảng biển rất nổi tiếng của Ukraine đúng không ạ nhưng mà mới chỉ một năm rưỡi sau thì tàu chiến Nga không còn dám tiến vào khu vực phía Tây Bắc Biển Đen nữa khu vực phía Tây Bắc Biển Đen bây giờ đã bị ngăn cản bởi những cái tên lửa ven biển những tên lửa diệt hạm ven biển những bãi mìn rộng lớn ở trên biển của Ukraine Bản thân hạm đội biển đen của Nga cũng đã chịu tổn thất nặng nề sau một loạt các cuộc tấn công thành công của Ukraine Và không còn một khu vực nào ở trên biển đen an toàn cho Nga nữa Những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Ukraine đã nhằm vào các tàu chiến Nga ở vùng biển khơi và các cảng chính của họ là Sevastopol và Novorossiysk. Cuộc tấn công tên lửa tuần trước vào ụ tàu Sevastopol đã phá hủy một tàu ngầm lớp kilo Một trong 6 chiếc mà Nga đang vận hành tại biển đen cũng như là một tàu đổ bộ lớn lớp Robucha mà Nga dự định dùng để mà đổ bộ tại Odessa Nhưng mà bất thành vào năm ngoái Bây giờ thì chúng đã bị tấn công rất là nặng nề rồi Những hình ảnh vệ tinh đã cho chúng ta thấy rằng là Những con tàu này nó thiệt hại lớn như thế nào à, Những cái đám cháy xuất hiện ở trên phần thân tàu Và thậm chí là có những cái Hình ảnh cho thấy là tàu ngầm lớp kilo Là dường như là chịu những cái thảm họa Mà gần như không thể nào khôi phục được Và các nhà phân tích quân sự cho biết là thiệt hại Với các cái ụ tàu chắc chắn nó sẽ làm phức tạp Các hoạt động hải quân của Nga trong những tháng tới Ngoài hải quân thì lực lượng không quân Ukraine Và lực lượng đặc biệt của cơ quan tình báo Ukraine Cũng đều tham gia sâu Vào trận chiến ở Biển Đen Một số loại uh, Xuồng tự sát cảm tử tầm xa Ukraine sản xuất đã mang lại khả năng tấn công mới Vào cái thời điểm rất quan trọng Đó là cái thời điểm mà Ukraine không thể triển khai các tàu chiến thông thường cỡ lớn của mình Và rõ ràng máy bay không người lái rồi là các xuồng cảm tử là thử thách buộc Nga phải căng não để mà tìm cách đối phó Và thậm chí không còn cảm thấy an toàn ngay cả ở các cái cảng nhà chứ đừng nói là ở trên biển Cuộc chiến ở Biển Đen đã bước vào giai đoạn mới vào tháng 7 sau khi Nga chấm dứt thỏa thuận mà Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian thỏa thuận ngũ cốc cho phép Ukraine xuất khẩu 33 triệu tấn thực lương thực ngũ cốc. Và nó đã hạn chế quyền tự do hoạt động của quân đội Ukraine. Vào tháng 8, để mà tạo ra một cái quân bài mặc cả, thì Ukraine đã sử dụng các cái xuồng cảm tử để tấn công phía nam eo biển Kursk, một cái tàu chở dầu của Nga. Tàu này tên là Sik. Tàu này đã tiếp tế cho hải quân Nga, cho lực lượng Nga tại Syria và phía đó phía Ukraine họ tuyên bố là tất cả các cảng biển đen lớn của Nga là khu vực có nguy cơ chiến tranh. Danh sách nó bao gồm các cái cảng thương mại lớn nhất của Nga. Novorossiysk là cửa ngõ quan trọng cho nguồn thu chính của đất nước là xuất khẩu dầu mỏ. Cái cảng Novorossiysk này nó nằm ở phía nam và gần như nó đối diện với bán đảo Crimea quý vị. Nga là một cái nước mà xuất khẩu dầu rất là nhiều và cảng Novorossiysk này ấy, nó là cái nơi mà xuất khẩu dầu mang lại nguồn thu chính của nga xuất khẩu dầu mỏ. Cho nên khi mà ukraine tấn công vào đó thì cũng có nghĩa họ nói với nga rằng là này hãy cẩn thận chúng tôi có thể tấn công một nồi cơm của các anh. Ờ, phía ukraine thì họ thừa nhận là họ không có ý định can thiệp vào hoạt động vận chuyển dân sự tại miền đen nhưng um, ông uh, nezapa đã nói rằng là thỏa thuận sanmero Sanremo năm 94 về luật quốc tế liên quan đến chiến tranh hải quân nó cho phép là lực lượng của ông có thể nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại được coi là hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga hoặc là được hộ tống bởi tàu hoặc máy bay quân sự. Và ông nói, ông này nói rằng là phó đô đốc của Ukraine nói rằng đây là những cái mục tiêu mà hoàn toàn hợp pháp thôi, không có gì cả. Phó đô đốc của Hải quân Ukraine. Sau khi mà thỏa thuận ngũ cốc bị hủy bỏ, thì quân đội Ukraine hồi tháng trước họ đã công bố một cái hành lang đơn phương cho giao thông hàng hải dân sự đến và đi từ Odessa. Năm tàu đã rời cảng Odessa qua hành lang đó trong những ngày gần đây và hai tàu chở hàng rời mang rời đi mang cờ Palau đã đến đây vào hôm thứ bảy vừa rồi. À, các nhà quan sát cho biết khả năng mới của Ukraine trong việc tấn công các cảng nga nó đã giúp cho diễn biến này trở nên khả thi hơn, nối lại được cái con đường mà vận tải an toàn. Ngoài các cuộc tấn công bằng xuồng xuông cảm tử Chẳng hạn như là vụ vô hiệu hóa một tàu đổ bộ lớn lớp Robucha khác ở Novorossiysk vào tháng 8 thì lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã sử dụng các tàu nhỏ thực hiện một loạt các cuộc đột kích trong những tuần gần đây. Họ đã dỡ bỏ các thiết bị giám sát điện tử quan trọng mà Nga đã triển khai trên các giàn khoan khí đốt ở phía tây Crimea để mà giám sát khu vực này. Một đội khác cũng đã lên bờ một thời gian ngắn ở trên bờ biển phía tây của Crimea đổ bộ lên đây và Họ phá hủy các hệ thống phòng không của Nga Như là một phần Trong cái kế hoạch đổ bộ đó. Đổ bộ lên và phá hủy Các hệ thống phòng không của Nga Đó là hoạt động của các lực lượng đặc nhiệm Ukraine Và theo nhận định của một số chuyên gia Thì rõ ràng là người Nga đã không còn có thể là Yên tâm Hoạt động tại Biển Đen Không còn được có cái thế chủ động ở Biển Đen Vì cái sự tiếp cận trực diện và cũng khôn khéo của hải quân Ukraine cũng như các lực lượng đặc nhiệm và đó là một sự thay đổi thực sự quan trọng người Ukraine đã dần dần lấy lại thế chủ động và chuỗi chiến thắng nhỏ về mặt chiến thuật nó đã giúp tạo nên thành công về một mặt nào đó thậm chí là cả chiến lược chiến tranh của họ nữa và thực sự mà nói là nga đang ở vị trí dễ tổn thương nhất tại Biển Đen mặc dù là một cường quốc hải quân được thừa nhận nhưng mà nước này không thể bù đắp tổn thất ở đó bằng các tàu cử từ hạm đội khác Như là hạm đội Thái Bình Dương hay là hạm đội phương Bắc chẳng hạn Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ, cái nước mà kiểm soát eo biển giữa Biển Đen và Địa Trung Hải Đã cấm các cái tàu chiến đi qua vào tháng 2 năm ngoái Và họ đã thực hiện công ước Mông Châu vào năm 1936 về tình trạng của eo biển Và hiện tại thì một khu vực có diện tích khoảng là Hơn 10.000 cây số vuông ở phía Tây Bắc Biển Đen đã trở thành một vùng đất không người nơi mà ngoài các tàu dân sự chỉ có các cái tàu tốc độ quá nhỏ để trở thành mục tiêu của tên lửa thì mới uh, dám tấn công cái tàu quá nhỏ để có thể trở thành mục tiêu thì mới có thể là dám tấn công quá nhỏ và quá nhanh, có nghĩa là các tàu chiến hạng nặng của nga là sẽ không xuất hiện tại khu vực này. Tất nhiên thì nga vẫn còn cái ưu thế trên không uh, và ưu thế trên không này theo lời ukraine thì khi mà họ có được F-16 thì ưu thế trên không của Nga sẽ chấm dứt. Trong những tháng tới, Ukraine sẽ có được F-16. Nó không giống như những cái máy bay chiến đấu phản lực lỗi thời của Ukraine. F-16 nó sở hữu radar để mà xác định máy bay chiến đấu của Nga và có thể mang theo tên lửa tiêu diệt máy bay Nga trong cái cuộc chiến đấu không đối không. Và Phó Đối đốc Ukraine đã nói rằng là tôi đảm bảo với các bạn là nếu như F-16 chỉ đơn giản là tuần tra ở trên vùng trời Odessa thì sẽ không có một chiếc máy bay Nga nào ở phía Tây Bắc Biển Đen. Vào tháng 4 năm ngoái, xoáy hạm Moscow của Nga cũng đã bị đánh chìm. Neptune là cái tên lửa mà đã gây ra cái vụ đó. Nó là tên lửa nội địa của Ukraine và được cho là đã hoàn thành thử nghiệm trước khi mà triển khai chiến đấu khi mà chiến tranh bắt đầu. những tên lửa nội địa cũng đang là cái nơi mà những là cái yếu tố mà khiến nga rất là lo ngại thì bây giờ hiện tại ngoài Odessa thì Ukraine họ cũng đang phát triển thương mại thông qua các cảng biển ở đồng bằng sông Danube giáp biên giới Rumani. Và trong những tháng gần đây thì ba cái cảng Danube, Ismail, Reni và Klia đã liên tục bị tấn công bởi các máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Và các quan chức Ukraine nói rằng là các máy bay không người lái này đã phá hủy các kho chứa 270.000 tấn ngũ cốc cùng với các xe tải và cơ sở hạ tầng cảng. Một số máy bay không người lái này đã rơi xuống bờ sông Rumani. Tuy nhiên các cảng sông Danube của Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động gần hết công suất. Và chủ một cơ doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng 250 lao động trong khu vực là Boris Ruzeskun trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal cho biết là chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng vẫn sẽ tiếp tục xuất khẩu. Về mặt kỹ thuật, việc bảo vệ đồng bằng sông Danube là không khó đến thế. Bờ biển đã được bảo vệ rồi, bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là bảo vệ bầu trời. Nếu chúng tôi có lực lượng phòng không thích hợp ở đây thì chúng tôi có thể làm việc được. Barinov cho biết là trong tháng 8 thì các cảng Danube đã xử lý 3,2 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 2,5 triệu tấn là ngũ cốc lương thực xuất khẩu. Ờ, có một cái so sánh thì là các cảng Odessa đã xuất khẩu 4,2 triệu tấn thực phẩm, lương thực, ngũ cốc mỗi tháng. Có nghĩa là các cái cảng trên sông Danube cũng là có thể là góp phần giúp cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc thêm. Các cảng ở đồng bằng sông Danube nó được kết nối với phần còn lại của Ukraine bằng một cái con đường hẹp chạy dọc Moldova. Và những ngày gần đây thì hàng trăm xe tải đã chặn hai hướng chờ đến lượt đi qua gần như là tắt đường. Hoạt động xuất khẩu nó vẫn đang diễn ra rất nhộn nhịp. Ukraine đang cần tiền có thể nói là như vậy Để mà duy trì cuộc chiến này Cũng không kém gì Nga cả đâu thưa quý vị Và họ đang phải xuất khẩu ngũ cốc của mình Phải xuất khẩu ngũ cốc Nếu không thì cũng không có tiền để mà duy trì cuộc chiến này Để mà tránh sự can thiệp của Nga Thì các tàu sử dụng cảng Danube của Ukraine Đã đi sát bờ biển Rumani, Bulgari và Thổ Nhĩ Kỳ Tất cả đều là thành viên của NATO khi ra vào Biển Đen. Và độ sâu của cái vùng này thì nó thấp. Có nghĩa là chỉ những cái tàu mà tương đối nhỏ có trọng tải 10.000 tấn thì có thể chạy trên các tuyến đường thủy này. Và 10.000 tấn thì nó quá là nhỏ, nó chỉ bằng một phần các cái tàu vận tải lớn neo đậu tại Odessa. Và nó khiến cho việc xuất khẩu ngũ cốc, lương thực, hàng hóa qua sông Danube trở nên đắt đỏ hơn rất là nhiều. Và chi phí hậu cần nó đã ngốn rất là nhiều tiền. Ngốn hết tiền lãi luôn. Nhưng mà không xuất đi thì không được chẳng lẽ để thực phẩm lương thực ở đó, cho nó hỏng đi cho nên bây giờ là cái việc, vấn đề quan trọng của Ukraine là họ phải mở lại các cảng Odessa là ưu tiên hàng đầu lần này họ có thể mở ra được con đường không cần phải tuân theo các điều kiện của Nga nữa và Ukraine nói rằng là mặc dù họ không thể đảm bảo 100% là cái khu vực sẽ được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga nhưng họ đang làm phán với các chủ tàu để mà đưa thêm tàu vào sau khi những tàu đã đến và đi an toàn vào cuối tuần vừa rồi. Nhưng mà các chủ tàu họ cũng lo ngại chứ đúng không quý vị? Bây giờ không phải đầu phải tay chiến tranh biết đâu được. Biết đâu là hải quân Nga họ đã để bắn một quả tên lửa vào thì thôi. Thiệt hại là quá lớn. Hàng trăm triệu đô đúng không ạ? Nhưng đó là một cái sự mạo hiểm mà cần thiết trong khi đó thì một số các đoạn phim mới lan truyền trên mạng uh, gần đây nó cho thấy cuộc tấn công bằng bom chùm của Ukraine đạn chùm của Ukraine nhằm vào bộ binh của nga khi mà cái sự phản công của Ukraine đã đang bước sang tháng thứ tư trong một cái đoạn clip ban đêm được chia sẻ trên Telegram nó đã ghi lại cái một cái cuộc chiến giống như là một cái camera của máy bay không người lái quay phim một cái buộc, một cái cuộc tấn công bằng những quả đạn chùm. Trước khi những người lính mắc kẹt ở những quả đạn chùm này họ rời đi, những quả đạn chùm nó đã trở thành một cái điều mà gây cho quân lính của nga rất là nhiều cái sự ghê gớm thưa quý vị. Họ rất là ngại ngùng khi mà phải đối diện với đòn đạn chùm. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các cái loại đạn thông thường, cải tiến, lưỡng dụng. Và các đoạn phim nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy uh, Ukraine đã sử dụng đạn chùm rất là nhiều khi mà tiến hành cuộc phản công. Và nguồn tin từ nhà trắng, từ người phát ngôn an ninh quốc gia nhà trắng là John Kirby cho biết là Ukraine đang triển khai đạn chùm rất hiệu quả và chúng thực sự có tác động đến đội hình phòng ngự của Nga và hoạt động phòng ngự của Nga. vào giữa tháng 8 thì có những đoạn phim được cho là quay cảnh Ukraine sử dụng đạn chùm để chiếm lại cái làng Urozhaine tại Donetsk và nó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. À, đạn chùm nó sẽ giúp cho quân đội Ukraine có thể là đột phá phòng tuyến của Nga nhưng nó cũng gây ra nhiều nghi ngại bởi vì rằng là nó sẽ gây ra những cái quả đạn mà chưa nổ và nó sẽ giống như là những quả mìn nằm trong đất hàng chục năm và khiến cho những cái người dân cũng khó có thể là yên ổn sống trong hòa bình được sau chiến tranh nữa đó là một câu chuyện mà giả phá bom mìn cũng rất là mất thời gian rất là tốn kém còn mới đây thì uh, tổng thống ba lan andrzej duda vừa rồi hôm 19 tháng 9 đã cho biết là sự ủng hộ phương tây dành cho ukraine trong cuộc chiến này nó sẽ gây ra những cái uh, hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu nếu như dừng cái sự ủng hộ đó lại và ông đồng thời kêu gọi những người ủng hộ của ký phải kiên định đó là về việc đảm bảo là nga không thể cưỡng bức dịch chuyển biên giới ở châu âu một cách bất hợp pháp à, ông duda đã phát biểu trong cái cuộc phỏng vấn từ trụ sở liên hợp quốc tại new york và ông nói rằng đây là một sự đảm bảo hòa bình trong tương lai cho cả mỹ nữa ba lan và ukraine thì có chung đường biên giới dài và máy bay không người lái của nga cũng đã tấn công hàng loạt các nhà kho ở thành phố lviv phía tây ukraine rất gần với lại ba lan tổng thống ba lan cũng nói rằng là không có cái biện pháp thỏa hiệp nào cả cả hai nhà lãnh đạo cả ba lan và cả ukraine đều đã lên bục phát biểu tại new york vào hôm thứ ba vừa rồi và nói là không có cái thỏa hiệp nào cả ông duda nói rằng là nga chỉ có thể bị chặn đứng nếu như bị đánh bại và sẽ bị đánh bại khi Ukraine đẩy quân đội Nga ra khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhờ sự giúp đỡ của Mỹ, của phương Tây và khi giành lại quyền kiểm soát biên giới được quốc tế công nhận của mình. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nói rằng là chủ nghĩa đế quốc Nga đã thực sự bị đánh bại, ông Duda khẳng định như vậy. Và kể từ khi chiến tranh nổ ra thì Ba Lan đã là đồng minh của Ukraine, đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn và đi đầu trong việc thúc giục các đối tác NATO gửi thêm vật tư quân sự cho Kyiv. Vào mùa xuân thì Ba Lan đã trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine nhiều tháng trước Mỹ. Quốc gia chỉ đồng ý vào tháng trước về việc phê duyệt chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 trong khi chờ Ukraine hoàn thành khóa học huấn luyện. Và khi được hỏi về một loạt bê bối tham nhũng gây khó khăn cho chính quyền thời chiến của Zelensky thì ông Duda đã thừa nhận rằng là tham nhũng là vấn đề lâu dài ở quốc gia đáng giềng. Tuy nhiên ông này cho biết là ông Zelensky đã bắt đầu đấu tranh chống tham nhũng ngay khi mà nhậm chức và nhấn mạnh là những lo ngại về tham nhũng không nên cản trở sự ủng hộ của phương Tây đối với nỗ lực quân sự của Ukraine. Và những tuần tới thì Ukraine có thể là sẽ nhận được những xe tăng M1 Abrams đầu tiên từ Mỹ. Nhưng Mỹ cũng đang giám sát rất chặt chẽ hoạt động hỗ trợ an ninh đang diễn ra cho Kyiv khi mà ngay càng nhiều đảng viên Cộng hòa kêu gọi phải giám sát nhiều hơn về cách sử dụng số tiền và đặt câu hỏi về việc là liệu có khôn ngoan khi chi hàng tỷ đô la cho Ukraine như vậy hay không. Nói chung là cũng vì bi bối tham nhũng cho nên là hàng loạt các quan chức quốc phòng của Ukraine gần đây cũng đã bị miễn nhiệm rồi. Đó cũng là vấn đề rất là là gai góc bởi vì đó cũng là một quốc gia mà xuất sinh ra từ từ Liên Xô ngày xưa. Cũng giống như Nga, tình trạng tham nhũng khá là phổ biến. Còn bây giờ thì quý vị hãy chia sẻ những bình luận cảm nhận của mình về chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.